Kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay Hưng xin giới thiệu với anh chị một lô đất với diện tích hơn 13.000 m2 với 156 m mặt đường. Đường này là đường nhựa 8 m nhé mọi người. Lô này là mặt tiền đường son sơn đá bạc nha mọi người. Ngang 156, sâu hơn 60 m. Có 300 m2 đất thổ cư. Đây. Vị trí đất là gần trục Phước Tân Hội Bài, cách trục Phước Tân Hội Bài cỡ tầm 200-300 mét. Lô đất thì bằng phẳng, phụ hồng hết. Đây, trời, lô đất này rất đẹp. Anh lìa máy xuống như này luôn đi. Đấy, nó mặt tiền nó tận dài như thế này luôn nè. Caramel đi theo, let's go. Từ vị trí lô đất tới ngã 6 Đá Bạc tầm 2 cây số, tới trung tâm thị trấn Ngãi Giao tầm 10 cây số, tới khu du lịch Hồ Tràm tầm 25 cây số, tới thành phố Bà Rịa tầm 20 cây số, tới thành phố Vũng Tàu tầm 33 cây số, tới thành phố Hồ Chí Minh tầm 80 cây số, tới thành phố Biên Hòa Đồng Nai tầm 65 cây số. Hiện tại chủ đang cần bán gấp. Giá chủ đang bán hiện tại giờ là 21 tỷ, hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi, hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi. Theo quan điểm đầu tư của cá nhân Hưng đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản, vị trí là vấn đề quan trọng nhất. Còn theo mọi người thì mọi người nghĩ sao? Hãy comment đánh giá ở phía dưới.